khách của Ngọc Nhi cứ hỏi chị đó Hồng, Hồng Anh là sao cái mặt chị đó là thon gọn, không có nọng, không có chảy xệ, mà lại không có nhăn. Cái người ta nghĩ rằng chị đi chích Botox, nghĩ rằng chị đi gì đó kéo da hả, kéo căng da mặt hả, facelift rồi nghĩ chị là đi tiêm filler. Nhưng mà quý vị có biết rằng Ngọc Nhi không có làm gì hết, là suốt 4 năm phải không hả? 4 năm nay rồi. Cái cô bác sĩ này nè là chuyên về, đặc biệt là Hồng Ân chuyên về chăm cứu mà tạo cái dáng khuôn mặt một cái đẹp. Cho nên là Ngọc Nhi đã đi 4 năm rồi, người ta dặn 1 tháng đi 1 lần đúng không? Mà chị cuốn 1 tháng 4 lần đúng không? Mỗi tuần 1 lần. Mỗi tuần 1 lần. Mình không có muốn già. Đúng rồi, với lại cái tuổi của chị là gần 60 rồi. Nó sẽ khó kéo hơn cho người khác. Cho nên bây giờ quý vị sẽ hiểu được là tại sao mà cái khuôn mặt Ngọc Nhi được như vậy. Đó, thì hồi nãy là cái mặt còn make up là tại vì sáng mới live stream xong. Bây giờ Hồng Ân rửa ra ha. Hồng Ân làm cho chị luôn nha. Chị nói chị tức mình đó, mà người ta không có tin là chị không có đi sửa sắc đẹp. Mà chị đâu có sửa đâu. Không sửa. Rồi Hồng Ân nói, Hồng Ân làm thế nào đi. Có nhiều người tiểu bang khác muốn chị giới thiệu Hồng Ân mà sao ba qua đây làm được. Chị nói đâu có được. Đó. Trong 2 tháng đầu phải làm mỗi tuần đúng không Ân? Dạ vâng. Rồi sau đó thì mình làm tháng lần thôi đúng không? Dạ. Và các tiểu bang khác thật sự ra chị thấy là họ không có cái chăm cứu khuôn mặt Hồng Ân ơi. Họ nghĩ là chăm cứu là phải trị cho stroke nè, trị méo miệng, méo mặt hay là trị về bệnh thôi, đau đớn, đau nhức thôi, chứ họ không có biết là chăm cứu là giảm stress. Hồng Ân nhớ mấy năm trước chị bị stress nặng không? Quý vị có biết rằng Ngọc Nhi bị stress nặng đến mức mà làm công ty đó, có gì lái xe đó là muốn lao đại vô trong lề luôn, nó stress tới mức vậy đó. Mà Hồng Ân, chị nhớ lúc đó Hồng Ân chăm chị cái gì đây là phải không? Chăm lỗ tai. Chăm lỗ tai. Để lỗ tai. Đầu gối đó phải không? Cũng có. Dạ. Mà để giảm stress quý vị, rất là hay chăm cứu giảm stress nha. Và cái đặc biệt nhất là Ngọc Nhi tin vào cái chăm cứu mà về trẻ hóa khuôn mặt rất là hay. Thì Hồng Ân giải thích là tại sao mình chăm cứu mà nó được như vậy. Đó, không hiểu luôn mà chị cứ làm. So, mỗi lần mà mình chăm á, là kim nó vô da của mình, nó vô cái muscle của mình á, là nó làm cho máu huyết nó chạy điều hòa. Chỗ nào mà nó có máu huyết để mà chạy á, thì là cái mấy cái muscle, mấy cái cell của mình nó sẽ help with cell turnover, là giống như làm cái tế bào của mình nó recycle lại hả? À recycle. Adose, chị cũng có nhiều người hỏi chị để muốn đến á. Chị nói là làm hãng Hồng Ân cũng khó lắm tại vì đắt lắm. Mà ngộ cái là Mỹ làm rất là nhiều nha quý vị. Hơn 90% là khách Hồng Ân là khách đẹp không? Quá đẹp. Đây là da thiệt nha quý vị nha. Da thiệt đấy. Da thiệt đó. Mà đặc biệt cái cô Hồng Ân này, cái cô bác sĩ này nè, có cái giọng nói rất là thu hút. Mỗi lần mà đang bị khùng mà lợi cổ, cô nói hai chị khỏe không? Là tôi sướng, là tôi hết stress. Trời phú của cái giọng nói đúng là cho cái bác sĩ về làm đẹp chăm cứu thư giãn chứ không thôi. Cái giọng nói Ngọc Nhi chắc là người ta khùng thêm. Hồng Ân rất là tỉ mỉ, rất là nhẹ nhàng nè quý vị ơi. Quý vị nào mà ở gần ở vùng Bắc Cali mình á, ráng tìm cách liên lạc với cái cô này đi, để giữ cái da được như chị. Thực sự chị không có tin Botox chứ chích chị sợ lắm Hồng Ân. Nó không có bền, đúng không? Dạ. Với lại mình đâu có biết một thời gian dài lâu nó ra sao. Đúng. À chị có hỏi cái này nè. Mỗi lần em chăm xong á, thường thường với là every single time luôn. Mà chị lái xe về đó, chị feel hai cái này nè, nó tăng. Nó tăng vô ha. Nó giống như là nó bị cái da, cái skin mình hay là cái thịt mình nó co nó sao á. Đó, mà chị nói người ta nói thuốc tê, chăm cứu làm gì có thuốc tê. Không có thuốc tê. Mấy cái đó là huyệt đạo, tại vì trên mặt của mình rất là có nhiều huyệt. Còn 300 mấy huyệt là ở trên mặt không? 300 mấy huyệt trên mặt. Cho nên mỗi lần mà chị chăm đó, chị làm stimulate mấy cái huyệt đó, nó sẽ nó tăng đúng rồi. Dạ, chị lái xe về chị feel là cái này mình nói chuyện á, mình cười á, hay bên đây nè, nó làm như nó căng đúng không? Dạ. Thì mấy lần đầu chị tưởng chị bị cái gì, nhưng mà sao chị biết được rằng hai cái này của chị nó thon rất là nhiều nè. Mình làm như vậy để cho cái gò má của mình nó cao lên. Thấy chị không có nhăn á, không ai tin đó. Nhăn đúng không? Không có nhăn, không có chảy xệ là giờ hiểu rồi đó.
mình chăm hai cái rãnh á, kiểu lỗ mũi là cho đừng có bị cái rãnh sâu đúng không ạ? Dạ vâng. Cái này để cho nó lift, nó không có cái về mà cái lúc mà mình cười đó, nó nhăn xuống. Chị thấy hai cái gò má của chị đó là chị thấy rõ ràng á, là nó thon là thấy rõ luôn, và cái viền cà mình đó. Để chị chăm cho khách hàng chị. Tánh chị tánh con trai nữa. Không được, nguy hiểm lắm, làm người này chị làm không được đâu. Oh my god, so gorgeous.